chào đón Á hậu Miss Grand Thái Lan, Ngọc Phước gây bất ngờ khi sổ một chàng tiếng Thái. Ngọc Phước đã thể hiện trình độ ngoại ngữ thượng thừa khi chào đón Á hậu Miss Grand Thái Lan. Ngày 30 tháng 8, buổi sơ khảo cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Hiện nay, bởi có nhiều gương mặt nổi tiếng, quen thuộc với phán sắc đẹp đã đăng ký tham gia. Đặc biệt, cuộc thi còn đón chào Tina, Á hậu hai Miss Grand Thái Lan 2022. Mỹ nhân Thái Lan khiến dân tình phải suýt xoa với ngoại hình vô cùng xinh đẹp và body bốc lửa. Dẫn chương trình tại thảm đỏ buổi sơ khảo chính là cặp đôi quậy BB Trần và Ngọc Phước. Không chỉ có khiếu hài hước, Ngọc Phước còn sở hữu kỹ năng ngoại ngữ thượng thừa. Cụ thể, khi chào mừng Á hậu Tina, Ngọc Phước đã bất ngờ bắn một tràng tiếng Thái để giới thiệu về bản thân cũng như dành lời khen cho mỹ nhân Thái Lan. Điều này khiến Tina vô cùng bất ngờ và đã nói cảm ơn liên tục đến nữ mắc ca vừa hài hước và tài năng. Sau khi ghi danh thì dàn thí sinh tiềm năng sẽ bước vào vòng loại và sau đó phải phỏng vấn cùng ban giám khảo vào buổi chiều. Mặc dù mới tổ chức mùa đầu tiên nhưng Miss Grand Việt Nam đã nhận được đơn tham gia của rất nhiều người đẹp đã có kinh nghiệm chinh chiến từ những cuộc thi trước như Bùi Lý Thiên Hương, Trần Tuyết Như, Mai Ngô, Mỹ Khôi, Trịnh Nguyễn Quỳnh Châu. Chính vì vậy, dân tình tỏ ra hoang mang khi không thể dự đoán được ai sẽ là người chạm tay vào vương miện của Miss Grand Việt Nam 2022.